Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức nóng 24 giờ. Kính thưa quý vị và các bạn, bầu cử Mỹ 2024, hơn 40 triệu lá phiếu đã được bỏ, cử tri quyết định sẽ chọn ai. Theo dữ liệu thu nhập từ tờ báo CNN, một công ty cung cấp dữ liệu phân tích và các dịch vụ khác cho Đảng Dân Chủ, học giả và các nhóm vận động cử tri lợi nhuận, bao gồm thông tin chi tiết những người sẽ bỏ phiếu vào trước tháng 11. Cho đến nay, tỷ lệ bỏ phiếu trước bầu cử trên toàn quốc đã giảm đáng kể so với thời điểm 4 năm trước, khi số lượng cử tri đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử đạt mức kỷ lục trong bối cảnh dịch COVID-19. Tổng số phiếu được bầu cử chiếm 30% trong số 158 triệu phiếu bầu cử cho Tổng thống năm 2020. Trên khắp tiểu bang Mỹ, có dữ liệu tương đương những người bỏ phiếu sớm cho đến nay, đều lớn tuổi hơn, có khả năng là những người da trắng, và cũng nhiều có khả năng là Đảng Cộng Hòa. So với thời điểm này 4 năm trước, những xu hướng này cũng thường đúng khi có dữ liệu ở 7 bang 9 địa. Khả năng quyết định bầu cử, xu hướng bỏ phiếu sớm không thể dự đoán được kết quả bầu cử, nhưng có thể cung cấp manh mối về những người bỏ phiếu ít nhất cho đến nay trên 39 tiểu bang có dữ liệu của 2 năm. Cử tri từ 65 tuổi trở lên chiếm 44% tổng số phiếu bầu đã trả lại, tăng 9% so với thời điểm này vào năm 2020. Cử tri từ 30 đến 39 tuổi đã bỏ 9% số phiếu bầu, giảm so với mức 12% vào năm 2020. Khoảng 75% cử tri ở các tiểu bang là người da trắng, tăng nhẹ so với mức 73% tại thời điểm ngày 4 năm trước. Tỷ lệ phiếu bầu của cử tri da đen không thay đổi, nhưng cử tri gốc Latin và châu Á chiếm tỷ lệ nhỏ hơn một chút số cử tri đã đi bỏ phiếu sớm. Trong khi đó, tại các bang chiến trường quan trọng Tây Nam Arizona và Nevada, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump gần như ngang nhau trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Theo các cuộc thăm dò mới nhất của tờ báo CNN thực hiện, theo cuộc thăm dò, bà Harris nắm giữ 48% sự ủng hộ trong số cử tri tiềm năng ở bang Arizona với tỷ lệ 47% cho ông Trump. Ở bang Nevada, 48% cử tri tiềm năng ủng hộ ông Trump và 47% ủng hộ bà Harris. Biên độ 1 điểm phần trăm đó nằm trong biên độ sai số. Lấy mẫu mỗi cuộc thăm dò, không tìm thấy người dẫn đầu rõ ràng ở hai tiểu bang. Các cuộc khảo sát cho thấy, quan điểm của cử tri chủ yếu tập trung vào việc ai sẽ xử lý tốt hơn các vấn đề hàng đầu và không ứng cử viên nào thuyết phục được một bộ phận cử tri quan trọng rằng họ lựa chọn tốt hơn. Cuộc thăm dò của bang Nevada cho thấy ít thay đổi trong tình hình cuộc đua ở đó kể từ cuối tháng 8. Nhưng ở bang Arizona, kết quả mới chỉ ra sự thay đổi có lợi cho bà Harris. Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy bà Harris đang cải thiện ở đó. Với khu vực bầu cử cốt lõi của Đảng Dân Chủ như phụ nữ, cử tri gốc Latin và cử tri trẻ tuổi, sự thay đổi này tập trung đáng kể ở phụ nữ, những người hiện đang ủng hộ bà Harris với 16 điểm, trong khi nam giới vẫn tiếp tục ủng hộ ông Trump với biên độ 14 điểm phần trăm. Ưu thế của bà Harris với phụ nữ có phần suýt sao hơn ở bang Nevada, 51% ủng hộ bà Harris, 46% ủng hộ ông Trump. Biên độ suýt sao đó phần lớn là do khoảng cách giới tính giữa ứng cử tri da trắng có khả năng đi bỏ phiếu ở tiểu bang này tương đối không lớn. Ông Trump dẫn trước bà Harris 15 điểm trong số những người đàn ông da trắng, 56% so với 41%, và dẫn trước 12 điểm trong số phụ nữ da trắng, 54% so với 42%. Những cử tri gốc Tây Ban Nha có khả năng bỏ phiếu ở bang Nevada chia đều giữa bà Harris và ông Trump, khoảng 48% ủng hộ bà Harris, 47% ủng hộ ông Trump. Tuy nhiên, bà Harris vẫn dẫn trước khá xa ở đó. Trong số những cử tri 35 tuổi, 53% ủng hộ bà Harris so với 39% ủng hộ ông Trump. Các cử tri độc lập ở cả hai bang chiến địa đều dành cho bà Harris và ông Trump. Ở bang Arizona, 45% ủng hộ ông Trump so với 43% ủng hộ bà Harris, tăng 6 điểm trong sự ủng hộ dành cho phó tổng thống kể từ tháng 8 đến giờ. Ở bang Nevada, các cử tri độc lập có khả năng chia đều 46% cho bà Harris so với 43% cho ông Trump, tương đương với tháng 8. Mặc dù cả hai ứng cử viên đều dừng chân ở bang Arizona và bang Nevada, vào cuối chiến dịch, hơn 9 trong 10 số cử tri tiềm năng ở cả hai bang chiến trường đã cho biết họ đã quyết định ủng hộ ai. Ở cả hai bang, 92% cho biết họ đã quyết định so với 8% khả năng bị thuyết phục. Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia dự đoán ứng cử viên đắc cử Tổng thống Mỹ. Trong khi nhà sử học từng dự đoán hầu hết cuộc thăm dò Tổng thống Mỹ, tin rằng bà Kamala Harris sẽ thắng cử, một chuyên gia kinh tế nổi tiếng nhận định ông Donald Trump sẽ tái đắc cử. Theo hãng tin của tờ báo CNC, nhà phân tích chứng khoán của Pháp, người được mệnh danh là nhà kinh tế chính xác nhất thế giới, hôm nay 28 tháng 10 đã viết trên tài khoản X rằng ông dự đoán cựu Tổng thống Donald Trump sẽ tái đắc cử trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng tới. Ông cũng cho rằng Đảng Cộng Hòa sẽ chiếm đa số ở Hạ viện và Thượng viện. Nhìn vào các số liệu khác nhau như thị trường cá cược, cuộc thăm dò, dự báo, các nhà lập mô hình bầu cử, thị trường tài chính, tính đến thời điểm hiện tại, các cuộc thăm dò có thể xảy ra nhất là
chiến thắng của ông Trump và chiến thắng của Đảng Cộng Hòa. Theo ông, Đảng Cộng Hòa nhiều khả năng giành đa số ở Thượng viện sẽ cho phép ông Trump thực hiện cắt giảm thuế cho tập đoàn và hộ gia đình, cũng như tập trung nhiều hơn vào chính sách đối nội và đối ngoại. Điều này cũng sẽ tác động tích cực trong ngắn hạn để tăng trưởng nền kinh tế Mỹ, tạo ra mức tăng GDP từ 2,1% lên đến 2,3% vào năm 2025. Chuyên gia cũng không loại trừ kịch bản của ông Trump giành chiến thắng, nhưng Đảng Cộng Hòa cũng chỉ kiểm soát Thượng viện hoặc Hạ viện. Kịch bản đó hạn chế khả năng cắt giảm thuế, buộc ông Trump phải tập trung vào chính sách đối ngoại, có thể bằng cách thực hiện và hạn chế thương mại, thuế quan. Theo nhà kinh tế, kịch bản trên cũng có thể gây tổn hại cho tăng trưởng toàn cầu và làm chậm kinh tế Mỹ trong dài hạn. Trong các trường hợp bà Harris chiến thắng, với một quốc hội chia đều quyền lực và chính sách kinh tế của chính quyền mới sẽ không có nhiều thay đổi so với chính quyền tiền nhiệm, là nhà kinh tế trưởng và chiến lược gia trao tặng danh hiệu cho nhà dự đoán hàng đầu về nền kinh tế Mỹ mỗi năm một lần kể từ năm 2012, trái với chuyên gia, nhà sử học và giáo sư tại Đại học Mỹ nổi tiếng với việc dự đoán chính xác các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tin vào khả năng đắc cử của ứng cử viên Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris, ông đưa ra dự báo này vào hồi tháng 9 và vấp phải nhiều lần ý kiến trái chiều, song ông vẫn giữ nguyên quan điểm. Ông thậm chí còn phản đối nhiều hơn vì dự đoán năm 2016 rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ giành chiến thắng. Thưa quý vị và các bạn, tôi không thay đổi dự đoán của mình một cách nhanh chóng theo cuộc thăm dò của quan niệm thông thường. Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ trở thành một nhà báo vô dụng. Ông nói và chia sẻ về việc gia đình của mình đang phải nhận những lời đe dọa. Năm 1981, ông Lichtman và nhà toán học đã phát triển một công thức để dự đoán kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Đến nay, ông dự đoán đúng kết quả 9 trên 10 cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Ông Lichtman sử dụng 13 chìa khóa hay là 13 tiêu chí để đánh giá khả năng duy trì kiểm soát của Nhà Trắng, của đảng nào trong đó một cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nếu đảng kiểm soát vào Nhà Trắng được coi là thành công ở 8 chìa khóa trở lên, đảng đó được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng và duy trì kiểm soát. Ngược lại, nếu đảng đương nhiệm bị coi là thất bại ở 6 tiêu chí trở lên, đảng đối phương sẽ giành chiến thắng. Theo đánh giá của ông Lichtman, bà Harris đang chiến thắng ở 8 trên 13 tiêu chí. Thưa quý vị và các bạn, bầu cử Tổng thống Mỹ, bà Harris bị ông Trump bám đuổi sát nút. Kết quả cuộc thăm dò tờ báo CNC công bố cho thấy khoảng cách giữa Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump vẫn còn ở mức 44 trên 43%. Kết quả cuộc thăm dò của tờ báo CNC thực hiện trong 3 ngày, kết quả từ ngày 29 tháng 10 cho thấy ứng cử viên cơ bản đều ngang nhau trong cuộc bầu cử diễn ra trước ngày 5 tháng 11 sắp diễn ra. Cuộc thăm dò có biến độ sai số khoảng 3 điểm phần trăm theo cả hai hướng. Dù bà Harris dẫn trước ông Trump trong cuộc thăm dò của tờ báo CNC thực hiện đối với các cử tri đã đăng ký kể từ khi bước vào chặng đua từ tháng 7, nhưng khoảng cách dẫn trước bà đều là liên tục thu hẹp kể từ cuối tháng 9. Cuộc thăm dò của tờ báo CNC tiến hành từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10 cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 2 điểm phần trăm. Cuộc thăm dò khảo sát mới nhất 1.150 người trưởng thành trên toàn quốc, trong đó có 975 cử tri đã đăng ký, cho thấy ông Trump có lợi thế đáng kể so với bà Harris trong một số vấn đề cử tri coi là cấp bách nhất. Khi được hỏi ứng cử viên nào có cách tiếp cận tốt hơn về các vấn đề kinh tế, giải quyết tình trạng thất nghiệp và tạo việc làm, 47% người tham gia chọn ông Trump, còn 37% chọn bà Harris. Ông Trump có lợi thế về nền kinh tế trong suốt chiến dịch vận động tranh cử. 26% cử tri trong cuộc thăm dò mới nhất coi việc làm và nền kinh tế là vấn đề cấp bách nhất của đất nước, trong khi 24% chọn vấn đề cực đoan chính trị và 18% chọn nhập cư. Ông Trump cũng có lợi thế lớn trong vấn đề nhập cư, khi ông đưa những vấn đề cứng rắn như trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Khoảng 48% cử tri trong cuộc thăm dò mới nhất cho biết cách tiếp cận của ông Trump đối với vấn đề nhập cư là tốt nhất, trong khi 33% chọn bà Harris. Cuộc thăm dò cũng cho thấy lợi thế của bà Harris về vấn đề chủ nghĩa cực đoan chính trị đang giảm dần. Khoảng 40% cử tri trong cuộc thăm dò cho biết bà có cách tiếp cận tốt hơn để xử lý những chủ nghĩa cực đoan chính trị và các mối đe dọa vấn đề dân chủ, trong khi 38% chọn ông Trump. Bà Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ khá hẹp, như vậy có thể không đủ để bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024, kể cả khi khoảng cách này được duy trì đến ngày 5 tháng 11 sắp diễn ra. Các cuộc khảo sát toàn quốc đưa ra những tín hiệu quan trọng về quan điểm của cử tri, nhưng kết quả của cử tri đoàn theo từng bang sẽ quyết định người chiến thắng. Vì thế, 7 bang chiến trường đóng vai trò quyết định. Ông Trump đã đánh bại ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016 nhờ đại diện cử tri đoàn, dù bà Clinton thắng về số phiếu phổ thông toàn quốc với cách biệt 2 điểm phần trăm.